Học quan hệ công chúng tại trường Đại học Văn Hiến thì sẽ được học những gì? Các bạn đang thắc mắc muốn biết rằng học quan hệ công chúng tại trường Đại học Văn Hiến sẽ được học những gì thì hãy theo dõi ngay sau đây nhé. Tổng cộng các bạn có 134 tín chỉ và phải hoàn thành số khóa học. Về đại cương thì sẽ theo học cái môn chung mà hầu như ngành nào trường nào cũng phải học, như Tư tưởng Hồ Chí Minh, Triết học Mác Lênin, Pháp luật đại cương, vân vân. Những môn này sẽ khiến một số bạn phải đau đầu đây. Là một trường đại học ngoài công lập tại thành phố Hồ Chí Minh nên các ngành học tại trường luôn mang tính ứng dụng cao để ra trường giúp các bạn có được việc làm tốt. Nếu theo học tại trường ngay từ học kỳ đầu, các bạn nên được đi kiến tập. Còn mình thì mình đã được đến nhà máy Yakult tại Bình Dương. Nơi đây các bạn sẽ được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất những mẫu Yakult. Các bạn còn được học rất nhiều kiến thức và đặc biệt là có quà mang về nữa nha. Và tiếp theo, trong quá trình học mình sẽ được học nhiều môn chuyên ngành như truyền thông đại chúng, xây dựng và quản trị thương hiệu, truyền thông số, báo trực tuyến, tổ chức sự kiện đến những môn cao cấp hơn như xử lý khủng hoảng truyền thông, họp báo, nhiếp ảnh, quay phim, vân vân. Nghe tới đây các bạn có cảm thấy tò mò không? Còn mình thì mình cảm thấy mấy môn này cho mình cảm giác như là mình đang ở trong một cái showbiz thu nhỏ gì đó. Mà ngay từ năm nhất thì trường đã tạo điều kiện cho mình tham gia câu lạc bộ truyền thông, đi thực tế và học hỏi rất nhiều từ thầy cô bạn bè. Và đây cũng là cơ hội rất lớn về nghiệp sau này. À, mà trường còn có studio để thực hành ngành quan hệ công chúng nữa đó. Theo mình được biết thì sinh viên ngành quan hệ công chúng trường mình từ năm 2, năm 3 thì sẽ được các công ty nhận làm thực tập sinh và có khi làm cả nhân viên nữa đó. Mình nghĩ thì đây là một cơ hội rất tốt, không phải trường nào cũng có được. Nên các bạn đừng ngần ngại mà hãy thử sức mình. Nếu như bạn đang quan tâm và muốn tìm hiểu ngành truyền thông đa phương tiện tại trường Đại học Văn Hiến thì hãy cùng xem hết video này nhé. Thì trước khi chọn ngành truyền thông đa phương tiện thì mình nghĩ các bạn học ngành này sẽ rất là năng động, sẽ rất là tự tin, kiểu như mình là một người khá là hướng nội. Tuy nhiên sau khi vào trường Đại học Văn Hiến và học tập tại đây thì mình mới nhận ra rằng là chính ngôi trường đã giúp mình tự tin hơn. Số lượng sinh viên đại học rất là đông, thầy cô của trường rất là năng động, vui tính và cực kỳ dễ thương. Ngoài các môn đại cương, khi nghe đến tên đã phải nhức đầu ấy, thì ngành truyền thông đa phương tiện còn có các môn khi đến tên đã phải thích thú, thế như là quan hệ công chúng và quảng cáo này, sản xuất chương trình truyền hình này, sản xuất video này, rồi sản xuất audio này, dựng phim này, rồi phim ngắn này, ký xã chụp ảnh. Giống như các ngành lao động khác thì ngay từ kỳ đầu khi mình vẫn lên tơ mơ thì trường và thầy cô đã tạo điều kiện cho ngành của mình được đi thực tế, đi diễn tập tại văn phòng quốc hội. Ở đó thì CV đã nhất tụi mình được tận mắt chứng kiến về quy trình sản xuất và phát sóng một chương trình truyền hình. Thì qua những buổi như thế thì tụi mình được tìm hiểu và hiểu rõ và định hướng cho 4 năm tiếp theo. Thật sự đối với mình mà nói, được hóa thành một ekip để sản xuất một chương trình truyền hình này, rồi sản xuất một bộ phim này, thật sự rất là đã. Tại vì trước giờ mình chỉ được thấy người ta làm thôi. Thì các cái này như là quay phim, chụp ảnh, sử dụng thành thạo nhiều phần mềm chỉnh sửa, dựng phim, vân vân vân. Thì để có các kỹ năng này thì các bạn nên tham gia các câu lạc bộ truyền thông tại trường, hoặc là làm cộng tác viên tại văn phòng truyền thông trường, hoặc là làm các công việc liên quan đến ngành của mình nữa nha. Nếu như bạn đã có thắc mắc và quan tâm đến những ngành học đẹp của trường Đại học Văn Hiến thì hãy để lại comment cho mọi người biết nha. Ok, chào các bạn, mình là Dũng, sinh viên năm 4 của ngành ngữ văn trường Đại học Văn Hiến. Hôm nay các bạn cùng mình tìm hiểu về ngành ngôn ngữ Anh tại trường mình nha. Đối với nhiều bạn thì tiếng Anh nó là một nỗi ám ảnh đúng không? Hồi đó mình cũng vậy đó. Nhưng mà sau 4 năm học tập thì mình thấy chất lượng đào tạo rất là xịn sò đó nha. Chương trình đào tạo hiện tại có 4 chuyên ngành: tiếng Anh thương mại, phương pháp giảng dạy bộ môn tiếng Anh, tiếng Anh biên phiên dịch, tiếng Anh chuyên ngành quốc tế học. Thì theo chuyên ngành mà các bạn chọn, các bạn sẽ được đào tạo cặn kẽ về những kiến thức cơ bản cũng như là những kiến thức nâng cao qua những môn ngữ âm, âm vị và hình vị. Mấy môn đó thú vị lắm đó. Các bài giảng được đầu tư rất là kỹ, giúp các bạn dễ tiếp thu. Ngoài ra còn có những trò chơi cho các bạn tương tác nữa. Vừa học vừa chơi, vừa chơi vừa học. Khoa và nhà trường luôn luôn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có việc làm ngay từ năm 1, năm 2 bằng cách liên kết rất là nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ngành của mình hiện tại có nhiều bạn là sinh viên năm 2, năm 3, là nhân viên của các công ty lớn. Có nhiều bạn còn đạt được học bổng qua các trường nước ngoài học tập nữa đó. Còn một điều nữa mà bạn nào cũng thích thú đó chính là trai xinh gái đẹp, ngành ngôn ngữ Anh nhiều đến không xuể luôn. Vừa xinh đẹp mà vừa giỏi nữa. Thằng năm khoa của mình còn có đội thi Olympic tiếng Anh toàn quốc nữa đó. Mình một bí đến đây thôi. Nếu các bạn có thắc mắc hãy để lại bình luận dưới đó. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Học marketing ở Đại học Văn Hiến bạn sẽ được học những gì? Đầu tiên, Văn Hiến là một trong những ngôi trường mạnh về khối kinh tế. Vì đó, sinh viên theo học mỗi năm rất là đông nha. Thứ hai, mình sẽ nói sơ một chút cho mọi người biết về ngành quản trị kinh doanh của Đại học Văn Hiến sẽ có các chuyên ngành như quản trị nhân sự nè, quản trị dự án, quản trị kinh doanh tổng hợp, kinh doanh thương mại, marketing, may. Thứ ba, thời gian học tại trường của các bạn sẽ là 3 năm với 134 tín chỉ. Nhưng nếu như các bạn muốn ra trường sớm và có việc làm ngay thì các bạn có thể học 3 năm với 1 năm là 3 học kỳ đó. Và thứ tư,
thật sự là mình rất chưa biết nhiều về marketing, nhưng mà mình lại rất yêu thích ngành này. Thì khi tôi học ở trường á, các thầy cô hướng dẫn cho mình rất là tận tình luôn, từ những kỹ năng cơ bản nhất. Và theo mình nghĩ á, đây cũng chính là một cái nền tảng vững chắc cho các bạn khi mà các bạn học sâu vào chuyên ngành của mình luôn á. Hơn anh là sinh viên có kinh tế của trường rất là đông luôn, nên là trường luôn tạo những cái hoạt động, những cái buổi tọa đàm giúp cho sinh viên rèn luyện thêm những kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng tổ chức sự kiện, nhiều lắm luôn. Mình chỉ sợ các bạn không có thời gian để mà tham gia thôi à. Và thứ sáu là mình suy nghĩ lại rồi, mình chỉ bật mí cho các bạn tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở trường Đại học Văn Hiến nha. Bye bye. Mình hiện đang là sinh viên năm tư của trường Đại học Văn Hiến, và ngành mình đang học đó là ngành văn học của khoa xã hội và truyền thông. Nghe đến cái tên văn học các bạn cảm thấy ồ nó rất mơ hồ, nó không thực tế. Vậy chúng ta cùng đi tìm hiểu ngành văn học nhé. Khi các bạn đăng ký học ngành văn học tại trường Đại học Văn Hiến thì năm đầu tiên các bạn đã đi kiến tập rồi nha. Đối với mình, năm đầu tiên mình được đi kiến tập 3 nơi luôn, đó chính là trường học, cơ quan báo chí và hành chính văn phòng. Nghe đến đây thôi thì các bạn đã thấy ngành văn học là hấp dẫn rồi đúng không nào? Nhưng trong quá trình mình học thì chương trình đào tạo của trường Đại học Văn Hiến có những bộ môn của ngành văn học làm cảm thấy mình hứng thú và mình đam mê ngành văn học này hơn. Trong chương trình đào tạo của học phần đó chính là báo cáo chuyên đề thực tiễn. Đối với học phần này, giảng viên luôn muốn sinh viên của mình sân khấu hóa các tác phẩm bất hủ như Kiều, Tấm Cám hay là những các tác phẩm kịch khác nữa đó nha. Chúng ta sẽ được tìm hiểu về văn học Việt Nam với chiều dài lịch sử với các tác giả nổi tiếng như Nam Cao, Nguyễn Minh Châu, Vũ Trọng Phụng, Xuân Diệu, Xuân Quỳnh nữa đó. Văn học phương Tây, các bạn sẽ được tìm hiểu về Thần ở Hy Lạp, Elis làm vua. Trong các tác phẩm này, các bạn sẽ tìm hiểu tất tần tật về các vị thần và tìm hiểu sâu về các vị thần luôn đó. Với ba chuyên ngành chính, văn giảng dạy hay còn được gọi là văn sư phạm. Sau khi ra trường, các bạn có thể đi dạy tại các trường phổ thông. Đến với chuyên ngành thứ hai của ngành văn học đó chính là văn văn phòng hay còn gọi là hành chính văn phòng. Sau khi các bạn ra trường đối với chuyên ngành này thì các bạn có thể đi làm tại các công ty hoặc các lĩnh vực liên quan đến hành chính văn phòng nha. Chuyên ngành thứ ba của ngành văn học đó chính là văn truyền thông. Sau khi các bạn học chuyên ngành văn truyền thông của trường Đại học Văn Hiến, các bạn có thể đi làm tại các cơ quan báo chí, báo đài hay là làm phóng viên, biên tập viên và các lĩnh vực liên quan đến truyền thông. Nghe đến đây thôi thì các bạn đã thấy ngành văn học hấp dẫn là đúng nào. Ngành văn học không hề mơ hồ và nhàm chán như các bạn nghĩ, mà sinh viên của ngành văn học mỗi ngày đi học là một chuyến du ngoạn vào một thế giới khác nhau. Còn chờ chờ gì nữa, hãy đến với đội văn học của trường Đại học Văn Hiến nha. Hey, Minasan, konnichiwa. Nếu bạn đang quan tâm về ngành ngôn ngữ Nhật thì hãy xem hết video này nhé. Bản thân mình rất là yêu thích văn hóa, vẻ đẹp của đất nước và con người Nhật Bản. Mình cũng từng mong ước được học và giao tiếp với người Nhật. Mình thấy rằng việc học ngôn ngữ sẽ giúp mình có được cơ hội làm việc tốt ở một đất nước phát triển hàng đầu như Nhật Bản, nên mình đã chọn ngành ngôn ngữ Nhật ở trường Đại học Văn Hiến để theo học. Trong thời gian mình học tại trường Văn Hiến, mình cảm thấy vốn từ và vốn hiểu biết của mình về Nhật Bản tăng lên rất là nhiều qua các môn học như ngữ pháp, nghe, nói, đọc, viết tiếng Nhật cùng các môn học hấp dẫn khác như lịch sử Nhật Bản, văn hóa Nhật Bản và văn học Nhật Bản. Các buổi học tiếng Nhật thì không hề nhàm chán vì thầy cô luôn đầu tư về bài giảng, và đôi khi là còn hấp dẫn hơn là học với thầy cô bình thường nữa đó. Các bạn sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật còn có một bộ đồng phục rất là dễ thương. Bộ đồng phục này do các bạn sinh viên ngành Nhật thiết kế luôn đó. Bên cạnh đó, nhà trường và thầy cô luôn tạo điều kiện cho sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật như thành lập các câu lạc bộ Nhật Bản Sinh Đô, chương trình cùng đồng tiếng Nhật, ngày hội văn hóa Nhật Bản và rất là nhiều hoạt động khác mà mình không kể hết luôn á. Sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật thường đảm nhiệm các công việc như chuyên viên dịch, giảng dạy tại các trường đại học hoặc các trung tâm Nhật ngữ. Nhờ có sự liên kết giữa nhà trường với các trường đại học cao đẳng tại Nhật Bản mà cơ hội được du học tại Nhật Bản với các bạn sinh viên cũng không còn xa vời nữa. Thôi, bạn mới đến đây thôi, mình cũng cố gắng để lấy học bổng và bay đến đất nước mà mình ao ước bấy lâu đây. Còn điều gì thắc mắc hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Hẹn gặp các bạn ở các video sau. 你好吗? 我很好,你呢? Nếu như các bạn đang quan tâm đến ngành ngôn ngữ Trung thì hãy xem hết video này nhé. Trung Quốc là một đất nước có nền văn hóa lâu đời với nhiều thành tựu to lớn. Mình rất là thích xem phim Hoa ngữ nè, thích tìm hiểu về đất nước và con người ở nơi đây. Mình còn có một cái mong muốn đó là có thể được đi du học, được học tập và làm việc tại nơi này trong tương lai. Vì vậy mình đã chọn theo học ngành ngôn ngữ Trung tại trường Đại học Văn Hiến. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 3 của ngành ngôn ngữ Trung. Trong suốt khoảng thời gian mà mình học tập tại đây, mình cảm thấy là cái vốn từ và cái vốn hiểu biết của mình tăng lên rất là nhiều qua các cái môn học như là nghe nói, dịch viết tiếng Trung nè. Bên cạnh đó còn các môn học hấp dẫn khác như là văn học Trung Quốc, đất nước học Trung Quốc, tiếng Hán cổ đại. Trong mỗi buổi học tiếng Trung hoàn toàn không hề nhàm chán đâu nha, bởi vì các thầy cô luôn tạo ra những buổi học sôi động và thú vị, giúp sinh viên học mà chơi, chơi mà học.
Nhà trường và thầy cô luôn tạo điều kiện cho các bạn sinh viên ngành ngôn ngữ Trung có một môi trường sinh hoạt và học tập vô cùng sôi nổi, như là thành lập câu lạc bộ tiếng Trung nè, tổ chức những buổi giao lưu về học thuật cũng như là giao lưu văn hóa giữa các thầy cô, các bạn sinh viên bản địa với sinh viên PHU nè, và còn rất nhiều các hoạt động hấp dẫn khác nữa. Em mình được biết sinh viên ngành ngôn ngữ Trung thường là có việc làm từ rất sớm tại các công ty biên phiên dịch, các trung tâm dạy tiếng Trung. Nhờ sự liên kết giữa nhà trường với các cơ quan, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng tại Trung Quốc và Đài Loan mà cơ hội đi du học đối với các bạn sinh viên không còn là xa vời nữa. Mình sẽ chỉ bật mí đến đây thôi nha. Các bạn còn thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận nhé. Xin chào các bạn 2K3. Nếu như mà các bạn đang quan tâm đến ngành kế toán thì đừng nên bỏ qua video này nha. Đầu tiên thì khi mà nhắc đến ngành kế toán, các bạn sinh viên sẽ thường cho rằng đây là một cái ngành nó khá là khô khan, khi mà mọi công việc học tập của mình sẽ đều phải xoay quanh các cái con số, các công việc như là thủ quỹ lương này, hay là xử lý các hoạt động tài chính cho một cơ sở hay một doanh nghiệp nào đó. Mình mới chỉ vừa kết thúc năm nhất và chuẩn bị bước sang năm 2 thôi, thật sự là cũng chưa đủ cái sự am hiểu. Nhưng mà trong quá trình học tập tại trường thì mình cảm thấy là trường đào tạo cái ngành này nó mang cái tính ứng dụng rất là cao, và được đào tạo từ những cái kiến thức nhỏ nhất và cơ bản nhất cho đến những cái kiến thức nâng cao thông qua các cái môn lý kế toán quản trị, toán chi phí, kiểm toán và vân vân nữa. Các kiến thức chuyên sâu của ngành kế toán như là kế toán tài chính, thuế, phân tích kế toán tài chính, nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối, đi cùng với đó là các cái bài học lớn về tài chính của các cái doanh nghiệp tiêu biểu như là Vinamilk, Vingroup. Và điều đặc biệt hơn nữa là ngành kế toán sẽ được đi kiến tập từ học kỳ 1 luôn. Còn các thầy cô ở khoa này thì lại rất là vô cùng quan tâm sát sao đến học sinh luôn. Bởi vì kế toán mà những con số mà chúng ta chỉ cần sai lệch một chút thôi là sẽ đi đến một cái kết quả khác ngay lập tức. Điều nữa là không phải các bạn sinh viên kế toán nào cũng đều chìm đắm trong tình huống tiền bạc sổ sách đâu nha. Mà ngoài học tập tốt ra thì chúng mình cũng không kém cạnh gì các ngành khác đâu. Ngoài ra thì ở ngành kế toán còn có một câu lạc bộ kế toán tài chính dành cho tất cả các bạn nào muốn học tập và cùng nhau tham gia giúp đỡ nhau nữa. Và ngày xưa thì khi mà nộp học bạ xét tuyển vào trường Đại học Văn Hiến thì mình không biết là cái việc mà xét tuyển học bạ với cả xét bằng điểm nó có cái sự phân biệt đối xử nào hay không. Khi vào học rồi mới thấy là hoàn toàn không có sự khác biệt gì cả. Thật ra thì xét bằng điểm hay là xét bằng học bạ nó cũng chỉ là một trong những cách các bạn chọn để đến với đại học mà thôi. Cho nên là các bạn đừng có phân vân hay lo lắng gì vấn đề này nhé. Các bạn còn thắc mắc hay muốn review ngành nào nữa thì hãy comment cho mình biết nhé. Bye bye mọi người.